Trong không khí phấn khởi của các tầng lớp nhân dân chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13, mừng xuân mới Tân Sửu, sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình Xuân yêu thương trao quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Đến dự có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Ngô Xuân Thắng. Đây là hoạt động thường niên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhằm kêu gọi các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia đóng góp ủng hộ với tinh thần cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, để mọi người, mọi nhà trên địa bàn thành phố đều hưởng một mùa xuân ấm áp trong sự sẻ chia, đùm bọc của cộng đồng. Tại chương trình Xuân yêu thương năm nay, Mặt trận thành phố đã nhận được số tiền ủng hộ hơn 11,7 tỷ đồng để tặng quà xuân và hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo năm 2021. Từ nguồn hỗ trợ này, Mặt trận thành phố trao gần 10.700 suất quà với giá trị gần 6 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, người khuyết tật, nạn nhân da cam, đồng bào cơ tu xã Hòa Bắc, Hòa Phú và người Hoa xã Hòa Ninh gặp khó khăn, mỗi suất từ 300 đến 700 ngàn đồng. Tôi cũng vừa lo, cũng là vui mừng là vì cái đại dịch vừa qua với là Covid đó, thành ra cũng hơi khó khăn hoàn cảnh, nhưng hôm nay được ở trên được đánh giá và giúp đỡ cho người nghèo, chúng tôi cũng như thay thế cho những người nghèo này, rất cảm ơn có lòng hảo tâm giúp đỡ. Trong cái chương trình Xuân yêu thương Tân Sửu 2021 của Mặt trận thành phố năm nay, đối với sự hỗ trợ đó thì Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng chúng tôi nhận 100 suất quà để chúng tôi có thể là chia sẻ cho những gia đình nạn nhân da cam đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố, để họ có thêm nguồn lực, có thêm điều kiện để vui xuân đón Tết được đầm ấm. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng chủ động vận động trên 800 suất quà trên địa bàn thành phố này để chia sẻ cho 5.000 nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng. Tết Nguyên đán Tân Sửu đang đến gần, Ủy ban Mặt trận thành phố cũng đề nghị Mặt trận các quận huyện, phường xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng các doanh nghiệp khẩn trương trao đến tận tay các hộ nghèo, các đối tượng cần được hỗ trợ giúp đỡ. Đồng thời giám sát chặt chẽ, đảm bảo việc trao quà đến đúng địa chỉ, đúng đối tượng.